quạt hơi nước, quạt điều hòa Mitsushita. Đó, chúng ta nó chỉ là một cái quạt công suất lớn, công suất max tận 130W, kèm với một cái máy bơm nước để bơm lên, là tưới lên để nó hút hơi lại cái hơi nước ra môi trường để cho làm mát thôi, và có cái đảo đó gió suy nữa nhé. Thì khách bảo năm ngoái thì là cái bật cái này nó ấn mạnh nó mới chạy, xong giờ tịt tóm lại là video là mình sẽ sửa cái công tắc này, mình cũng chả có thay, thì mình có ghi điện thử này, thì mình có bật thử thì nó không chạy nhá, nhưng khi bật từ số 1 cho đến số 2, số 3 thì quạt nó phải chạy. Nhưng mà đặc biệt đấy, nó sẽ cấp nguồn cho công tắc chờ này, để ví dụ chúng ta bấm làm mát lạnh ấy, thì nó sẽ chạy này. Đấy, cái bơm nước nó chạy đây, mình chả hiểu sao nó chả có cái công tắc ngắt khi cạn nước, thì làm gì trong này làm gì có nước đâu mà nó chạy luôn này các bạn nhá. Còn nó nếu mà để chứa được không này thì nó sẽ ngắt, nó không chạy gì cả, mọi người thấy chưa. Thì bật cái này có thể đặt đảo gió nữa, mình bật thử xem nào, nghe tiếng đảo gió chạy đúng tiếng đảo gió đã chạy đây này các bạn này, ở trong này này, nghe đi rung rung nó chạy các bạn ạ, mọi người nhá. Đấy, đây đang chạy này, không biết mọi người có nhìn không, mình không để ý được cái camera. Tóm lại là công tắc này đã tiếp được nhưng mà không tiếp vào cho động cơ sao ấy. À có tại sao này, có tiếp cho động cơ không chạy hay động cơ chết to rồi các bạn ạ. Mọi người để ý nhá, mình bật này, nó lên được 18W rồi mà, tức là mình đã tiếp xúc rồi, nó đã có dòng ăn rồi nhá. 18 này, 15 này, 12 này, như vậy là số 1 là số mạnh nhất. Như vậy nó đã tiếp xúc rồi nhưng mà nó lại chạy. Các mọi người ạ. Thôi để tháo ra xem hỏng gì cho sửa cho người ta nhé. Cái công tắc như này tốt chứ mình cứ tưởng hỏng công tắc rồi, người ta bảo phải ấn nó mới chạy. Đó là cái quạt này. À đấy, này nói cho mọi người nha, cái quạt này là mùa hè năm ngoái họ mua. Họ điện họ người ta ship đến tận nơi giao giá 1,2 triệu sao ấy. Họ là họ anh điện nó đem đến tận nhà anh cho. Quạt nhìn rất là đẹp. Cũng khen là mát phết đấy, bởi vì gió nó mạnh mà để phòng khách. Mình nó nằm như này, mình có bao, nó có bao đó của riêng sau này, mình tháo mình cạy nó ra được như này nhá. Nhưng mà mình vừa vặn như thế thì mình biết là cái công tắc này nó ok, nên mình cứ nghĩ là tưởng sửa công tắc như thế là công tắc ok, mình cũng không động đến công tắc này nữa nhá. Nhưng mà mình đang dò tìm con tụ khởi động nó ở đâu, thì con tụ khởi động ấy để mà tháo, mình đã để ý mình để tháo cái này ấy, thì ở hai thành này nó có ốc siết giữ cái này lại, thì tháo nó ba đó đằng sau thì không thể lâng lên được. Nên mình tóm lại là tháo ra rất là khó, nó thiết kế tháo cái là chắc là tháo từ dưới tháo lên các bạn ạ. Nên mình không tháo nữa mà mình có soi đèn pin thì mình biết là con tụ khởi động nó nằm ở đây này. Nên bây giờ mình sẽ cắt lấy một hàn xung, mình cắt nhựa ở đây ra để mình phá ra để mình tìm con tụ để thay con tụ. Mình đang nghĩ là tụ khởi động đang lỗi, có sự cố mọi người ạ. Hoặc là hay là cuộn dây lỗi không thì không rõ các bạn. Thì cuộn dây lỗi thì cũng có thể là lấy con tụ ra chúng ta có thể đo được cuộn dây nhá. Thì này phải tháo cả động cơ ra rồi. Đây này, tốc độ này, 1 này, 2, 3 này, đây là 3 tốc độ đấy các bạn ạ. Đây chính là 3 số tốc độ, dây của 3 số tốc độ này, 3 dây này, mọi người nhé. Và một cái dây con chung chắc là dây này, nhưng còn dây trắng là dây con chung. Mọi người ạ, thôi để phá thử để nhìn xem có sửa được không. Đổ điện cơ, đã lôi được con tụ lên thì dây này là dây con chung này, một đầu của tụ mình đã tháo ra này, đó có 2 ôm thôi nhá. Thì tóm lại là mình đo tụ chả chết, tụ 3450V mà con này lỗi động cơ, củ chuối chưa. Đây này, tụ đây này, mình để thang đo tụ này, chúng ta sẽ để ý là mình đang đo tụ nhá, hai cực tụ nhá, là 3 microfarad đấy mọi người nhá. Và trên này nó cũng ghi luôn này, 3 microfarad nhá, 450V. Và mình đo giữa dây com chung này với 3 dây tốc độ, đo cả với chân, với một cái chân tụ này là được ở đâu, chuyển sang thang đo ôm đã được tận 50 ohm, thì không thể được rồi, nó đang bị đứt ở đâu rồi nhá, hay là cầu trì nhiệt bên trong đứt thì không rõ, bây giờ này phải phá động cơ ra rồi đấy. Các số tốc độ đều bị thế hết các bạn ạ, đã bị hết, nhưng mà không hiểu sao nó lại ăn tận mười mấy watt như thế, mười mấy watt có là điện áp AC nó được đi qua con tụ này mọi người ạ. Thôi này phải tháo động cơ rồi, chỗ này hay lắp lại này, phải cắt đây ra mới nuôi được con tụ ở trên lên ra, vì con tụ đặt luôn ở đây cũng được, đủ khoảng cách để. Nhưng mà chưa lắp này vội phải kiểm tra động cơ đã, sau đó đo ở đây được ok thì mới ấy được các bạn nhé. Như vậy là một con quạt điều hòa đã bị lỗi động cơ, thế mà khách ông ấy bảo là ngày năm ngoái đấy cứ phải ấn giữ đây để nó lại chạy. Năm nay thì chả chạy nữa, chắc là để từ năm ngoái sang năm nay hay là nó tịt.
Hóa ra tháo phía đằng sau dễ hơn mình nghĩ các bạn ạ. Chúng ta tháo những con ốc này ra này, không chúng ta bửa cái này ra, không chúng ta dùng cái cả cái lực tay chúng ta nâng nó lên, nó sẽ thoát khỏi những cái này này, là chúng ta lôi được cả cái cụm đằng sau ra nhé. Cái cụm nó có cái bọt biển như này, giấy xốp này này, là chúng ta sẽ thay động cơ. Bây giờ mình phải cần tháo được động cơ ra các bạn ạ. Lằng nhằng ghê. Đây đã tháo được động cơ ra, nhưng động cơ họ tán nhôm giữ hết nên bây giờ phải phá nhôm ra. Khi sửa được ok rồi thì dùng ốc siết chặt lại thôi mọi người ạ, xem có cứu được nó không. Chạy vòng bi đấy các bạn, trơn rất là trơn luôn này, nhưng mà chắc là nước nó ngấm vào nó chết toi cuộn dây rồi. Hy vọng là nó có cái cầu trì nhiệt bên trong mọi người nhá. Đây nó ghi luôn này, cũng có cái biểu tượng cầu trì nhiệt ở đây đấy sao này. Sau khi tháo được cái, những cái vít nhôm này ra là những cái tán nhôm này ra thì đã bẩy cho nó ra nhá. Nó chạy vòng bi đấy các bạn ạ. Quạt đồng này rất là tốt này, nhìn rất xịn chuẩn luôn này, nhưng mà quan tâm đến cái dây trắng. Cái dây trắng là dây con trùng ấy. Bây giờ lại phải bửa nó lên được phía trên nữa để bắt đầu tìm cái dây trắng các bạn ạ. Nó có lên không? Chặt lắm. Tìm cách cho nó ra nhá mọi người. Dây tiếp địa này thì bỏ luôn các bạn ạ. Có đây này các bạn này, có cầu trì nhiệt thật đây này các bạn nhá. Chúng ta sẽ nhìn thấy này, đây là chính là cái cầu trì nhiệt này. Hãy zoom gần lên cho mọi người nhìn nhá. Nhưng con này lại cháy cầu trì nhiệt à, mà đo không thông gì cả các bạn ạ. Nhưng mà vô lý, tại sao nó vẫn có dòng ăn là mười mấy watt cơ các bạn. Nên bây giờ mình sẽ kiểm tra cầu trì nhiệt này. Có thể là mình sẽ đấu tắt đấy. Mình cũng không có đâu. Nên là đấu tắt vào là nó cháy động cơ thì thôi, thay động cơ khác thôi. Mình xem có đúng là nó cháy không nhé các bạn nhé. Không dám động đến cái dây để chống xước các bạn ạ. Chống xước cuộn dây, bởi vì con này khi chạy nó sẽ nằm trong môi trường ẩm thấp mà, môi trường nước ấy, môi trường hơi nước ấy các bạn. Đấy, mình sẽ chích cái này ra này, mình sẽ đo thử xem nó có thông không nhá. Hy vọng là nó không thông, bây giờ là phải là hy vọng là nó không thông các bạn ạ. Ôi giời ơi, vẫn thông, chết chán chưa mọi người. Như vậy là cầu trì nhiệt không chết, vậy nó hỏng ở đâu đây. Thôi để mình tiếp tục làm nhá. Đó như thế thì cầu trì nhiệt không chết nhá mọi người nhá. Hay là nó đứt mủn ở trong cái đầu này đâu. Đây là mình đo lại cho mọi người này. Cầu trì nó là cái dây dẫn mà. Đó, nó không chết các bạn nhá. Ôi giời là giời, tưởng dây đồng. Thảo nào mình thấy động cái chỗ này nó rất là mềm, hóa ra nó là dây nhôm mọi người nhá. Như vậy là chả biết nó có bền không. Thôi cứ cố gắng xử lý hết những cái chân này này. Dây nhôm nó không bám nữa, chắc chắn là một chân là nó không bám nên dẫn tới là nó không chạy các bạn ạ. Dây nhôm không phải dây đồng các bạn nhá. Tưởng vòng bi đẹp thế mà cuối cùng đấy nó lại là dây nhôm. Hàn lại hết này, hàn tí nữa đổ keo vào, đổ keo 74 vào cho nó chống ẩm xem nó có bền không. Và nó nhà sản xuất họ hàn bằng thiếc đấy, nhưng mà họ không bám, nó không bám nhiều cái lắm nên mình đang hàn lại cũng bằng thiếc thôi. Vì mình dùng dây đồng đỏ mình quấn bên ngoài mình hàn nó lại, sau đó là tí nữa mình sẽ đổ keo 74, sau đó mình đút cái này vào các bạn ạ, để xử lý những cái đầu mối này. Đó đã thông hết rồi mọi người nhá. Đây nha, mình đang đo giữa cái dây trắng và ra cái ba số tốc độ, cái công tắc chuyển tốc độ ấy, thì mình đo này, một dây này có lội trở 220 ohm nhá. Dây tiếp theo này nó sẽ khác nhau đấy, 280 mấy này. Dây nữa này, đó nó đã thông hết rồi nha mọi người nhá. Và bây giờ đến lượt là phải keo 704, mình sẽ làm cho mọi người tham khảo một cái thôi, sau đó là mình sẽ làm hàng loạt. Riêng cái này thì là từ dây trắng nó đi vào cái dây đồng của cái cầu trì nhiệt này thì mình chả cần đôi,
qua lại, nhưng những cái khác nó đều là mối hàn bằng nhôm. Mình còn cả dung dịch trợ hàn mình cũng hàn thử này, nhưng mà nó chả bám nhôm đâu, bám không tốt các bạn ạ. Đây là bây giờ là chơi cái trò như này này. Đây là cái trò này là mình bắt chiếc TV CRT thời ngày xưa nhá, khi mà nó chạy bằng lái nhiên máy nhôm ấy các bạn ạ, là họ sẽ cái phần này này, họ sẽ cho keo này này vào, sau đó là họ sẽ bịt nó lại. Mục đích cái keo đấy là nó sẽ khiến cho cái mối lối đồng nhôm đấy nó không bị bám trong không khí, thì nó sẽ không xảy ra hiện tượng bị ấy nhá mọi người nhá. Đó được một cái. Tiếp theo những cái khác rồi mình sẽ làm như thế nhá. 74 để bảo vệ, bởi vì trong hơi nước, hơi môi trường hơi nước mà. Còn những cái này mình rất cẩn thận để không tạo cái xước gì mọi người ạ. Hy vọng là nó sẽ cho khách chạy được một vài thời gian nữa, nhất là mùa hè năm nay, dự báo mùa hè năm nay rất là nóng các bạn ạ. Đây đã buộc là thít dây rút thít nó lại hết rồi, bộ có gọn rồi. Ở đôi khi lay qua lay lại nó này đứt thì sao, nên phải đo lại một lần nữa cho chắc. 150 đó là số chạy mạnh nhất đấy, 220 là số chạy yếu hơn này. Còn 285 là số chạy yếu nhất này nhá. Ok nhá. Và có cái vết đánh dấu của mình này, lắp vào cho đỡ nhầm chỗ các bạn ạ. Rồi bây giờ là sẽ kiếm ốc siết hai đầu bu lông ốc, ba cái thôi, ba chỗ thôi là ok các bạn ạ. Chỗ này thì quấn bằng dính đi cho nước đỡ vào, hơi nước nó đỡ ngấm vào. Mình còn phải cắt ra xa một chút đấy để ấy cái chỗ này đấy các bạn ạ. Nói chung là cái đồ này là đồ hàng mã mà, nó không phải đồ xịn. Đồ xịn thì nó họ sẽ cách ẩm cách nước kinh lắm cơ, chứ không như thế này đâu các bạn ạ. Và dây nó phải là dây đồng ngon, chứ không phải là cái dây đồng vướng vấn này, dây nhôm vướng vấn này. Thế mà khách mua hơn triệu sợ quá. Người có tiền người ta toàn bị lừa đây mà. Lại ngồi ở nhà quạt không mát, gọi điện bọn bán hàng ấy, nó đem đến tận nơi cho. Thích quá gì nữa các bạn ạ. Người có tiền nó thế đấy. À, thử gái cho nó chạy không nhỉ, sau đó mới lắp. Đúng rồi, thử phát nhá. Đang xoáy con tụ vào các bạn ạ. Rồi, số 3 là số yếu nhất này. Đấy, ôi rồi, nó chạy cả cái bơm, mà cái bơm nước kia nó cũng trắng, có cái phao tự ngắt này cả. Đúng là cái đồ giả. Đấy, đã chạy mọi người nhá. Tắt này, số 1 này, số 2 này, số 3 này, đấy số 3 công suất lại hơn hẳn nha. Đấy, lắp vào là ngon. Làm quá hai con ốc chéo nhau thôi, tí nữa thì sẽ bắt vào thì ốc nó siết đầy là ok các bạn ạ, là chả bao giờ ra được luôn. Đây nha, phải thêm hai con nữa này, nó có 4 cái tán mà. Đây nha các bạn nhá, nhìn cái bánh cánh bên trong mình bật này. Số 1 là số chạy chậm nhất này. Đó là đã chạy quạt nhá. Công suất ăn 65W. Các bạn ạ. 65W này. 61W nhá. Tiếp tục tăng lên này. Đấy, cái khẩu trang này bắn bay luôn nhá. Tiếp tục này, 73W rồi. Đấy, 100W. Nó ghi là 130W mà. Chắc là thêm mấy cái tum năng thứ gì nó ghi như thế. Quá mạnh. Đây này mọi người nhìn phía đằng sau của nó này, mình rút điện rồi nhá.
Ngày xưa là cái vị trí này nó nằm ở đây, cái này nó nằm ở đây này, thì giả sử nước ở trên nó rò xuống, tất nhiên là nước nó không rò trực tiếp vào đây đâu mà nó rò qua vào cái bọt biển này thôi, nhưng giả sử nước nó chảy xuống này nó lại đi đâm thẳng lên vào động cơ thì to, nên mình đã cố gắng mình đưa nó xuống dưới, nước nó chảy dính vào đây, nó chảy xuống đây thì nó không rút vào này, để tăng an toàn nhé. Tất nhiên phải buộc dây rút hết kỹ nó lại để đường nó lên for bo điều khiển các bạn ạ. Đó, như vậy là một cái quạt điều hòa, gọi là quạt điều hòa với giá 1,2 triệu, thế bảo một khách bảo mua 1,2 triệu, nó bảo là anh em đang bán là 1,3 triệu, nhưng mà anh quen biết em để cho anh 1,2 triệu, thế là người ta chở chở vào tận nhà cho. Năm ngoái, mùa hè năm ngoái đến năm nay thì tịt các bạn ạ. Ôi giời là giời, dây nhôm được cái chạy bồng bi, nếu mà dây đồng thì nó cũng bền các bạn ạ, nhưng mà chạy dây đồng xong bắt đầu những cái phần liên quan đến hơi nước này thì bịt hết, khe kín hết lại, chỗ này thế bịt kín hết lại để cho hơi nước đỡ vào động cơ thì nó còn bền, chứ không thì một thời gian sau chúng ta sẽ thấy là cái này rất là mới nhá, bởi vì nó họ mua vừa mua năm ngoái mà, chứ một vài năm bắt đầu là cái này nó dỉ bánh dỉ bành luôn mọi người nhá. Thôi video kết thúc, video này thì sửa nhiều nhất là cái quạt điều hòa này thôi, nắp cái sau đó là ok rồi các bạn, nắp cái sau thì khá quá là đơn giản rồi. Chào mọi người nhá.